À, đúng không? Đây. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Vừa rồi thì Khải top 3 nha anh em, Khải top 3. Rồi ok anh em. Phút cuối ngon quá. Đó, chủ yếu phút cuối thôi anh em, được top 3 này. Rồi Khải cho anh em xem xét đồ Thiên Trang nha. Tối nay thì Thiên Trang top 2, Lôi Điện Tử top 1 phải không anh em? Hết không? Như là ông Tí KK lên top 1, Thiên Trang top 4, ông này lên top 4. À, Tí KK top 2, đúng rồi. Mà vừa rồi Khải bị ao ạn nên không có soi được cái top hạng cho anh em xem. Và cũng khá nhiều anh em bảo Khải soi đồ Thiên Trang đi, cao thủ Thiên Trang đi. Hãy cho anh em xem nha, hôm nay được top 4 nha nè. Đây. Đây là ngày mi kiếm nha anh em. Đánh đồ mình trì với ông này cũng khá là căng thẳng đó nè, tại vì ông cũng ngày mi kiếm mà. Tầm này tổng trọng tổng kim tầm 450 ạc á, ngày mi kiếm cũng khá là ok anh em. Bất lẽ quá là chắc luôn. Anh em cùng xem này, set đồ của Thiên Trang. Hạng bao nhiêu mà có như phần 1 cấp à? Hạng 13579 nha anh em. Nên là Khải không lên top 1 được, tại vì cái điểm nó cách quá xa nên Khải không lên được. Nên là Khải chỉ cố gắng tranh top 3 năm thôi anh em. Vừa rồi thì cơ hội top 3 nhiều hơn nên Khải đánh top 3. Đó. Lôi Điện Tử lúc này top 2, Lôi Điện Tử top 2. Ui, má chỉ hiện vàng 20. Nón 28, áo nhu tình 1 cấp. Bao tay làm chậm 40, sinh lực lực quá đẹp. Ngầm bội kháng lôi 29, sinh lực lực. Nhẫn kháng lôi 22, sinh lực cao. Đai lưng làm chậm 40. Và nhẫn kháng lôi 28, kháng lôi 29, tóc 30, thương 25 và 51%. Tính ra thì cái này nghe mi kiếm quá chuẩn luôn em ơi. Bỏ ông bỏ luôn cái chó luôn em, không có một hiệu ứng chó nào luôn nha. Đây này, phòng thủ này, phòng thủ kháng tất cả này. Đó, và làm chậm thì từ 80, từ bao tay và đai lưng. Thì tính ra đạt này được 85 chậm và không có chó nha em, lượng phòng thủ khá là cao. 28 này, với lại 20 này. Và được tính ra 48 phòng thủ kèm theo. Nếu mà có tăng thêm đường phòng thủ của kháng tất cả của Gamy thì phòng thủ cũng khá là cao ấy, cho 50 á anh em. Cộng này kháng cả 5 nữa nè. Nói chung là có kháng lôi 29, 22. Kháng lôi này thì bèo bèo cũng được. Khả nghĩ này tròn 75 ấy. Trừ 28 âm đi. Trừ 28 âm với cấp này là khoảng 28 âm này. Trừ 28 âm và 29 này, 22 là được 51 kháng lôi này, 51 với cái này là 80 kháng lôi và cái này 100 kháng lôi. Tính ra thì được gia truyền kháng cản thì được 75 mà dư 100 thì tính ra là 75+1, vừa tròn 75+1 nè, vừa tròn 75+1, ạc này vừa tròn 75+1 ấy. Ạc Khải thì Khải còn thiếu mười mấy điểm rồi lên 75+1 đó. Nói chung là cái này là ok luôn nè. Tầm này thì cứ dành một quốc thôi, nghe mi kiếm nha mọi người. Nghe mi kiếm nha. Hiện tại là top 15 server. Top 15 server và top 1 Nga My. Top 1 Nga My, top 2 Nga My, 123. Như anh em hỏi set đồ này bao nhiêu thì khả tính nhẹ anh em xem. Cái kiếm này dòng 1 khá là chất, top 30, sát thương 25, sát thương 51%. Thì cây này thì khả nghĩ chắc cũng tầm 2 triệu hơn. Tầm này so với tầm này nha, so với tầm này thì giá nó cũng tầm 2 triệu đến 2 triệu hơn. Còn hồi trước cái này bèo bèo khoảng 4-5 triệu anh em, không biết đâu. Hồi mà cách đây khoảng 2-3 tháng trước này cái này cũng 4-5 triệu ấy, không biết đâu. Đó, cái này cho nhẹ nhẹ khoảng 2 triệu rưỡi đi. Cao nhất là 2 triệu rưỡi đi. Gia truyền này kháng cả 20 thì như server thì những cái chuyện này mắc pin này nó rất là khó tìm anh em. Tại vì ông mở ra bàn cái rương nhu tình định quốc các kiểu á, hên ông ra á. Mà ông này hên vải đái luôn anh em. Ông ra 3-4 gia truyền lận mới gơ chứ, mà toàn 20 không à, vãi nồi. Giá chiên này thì cũng bèo bèo cũng được hơn 1 triệu, 2 triệu đó nè. Tại vì server này thì mắc nhất là cái nhẫn với lại ngọc bội nha. Còn giá chiên này khả nghĩ chứ cũng hơn 2-3 triệu. Nón này thì khoảng 3 kim thì khoảng 200.000. Áo này tầm này khoảng 10 kim thì khoảng 700k. Đó, 700k với cái nón. Rồi nón này với áo này khoảng 1 triệu. Áo này 2 triệu, 2 triệu rưỡi, 3 triệu rưỡi. Giá chiên này khoảng 2 triệu đi, là 5 triệu rưỡi. Còn máy móng này thì làm chậm 1-2 kim, 3 triệu rưỡi. Nhẫn này khoảng chắc khoảng 5-10 kim, khoảng 500 nghìn. Nhẫn này cũng tầm 1-2 kim thì rẻ thôi. Ngọc bội thì cũng tầm vậy, giày thì cũng tầm đó thôi. Trung tổng set đồ này cũng trên dưới nhẹ nhẹ, còn trên dưới hơn gần 7 triệu, 6-7 triệu nè. Đó, so với hiện tại bây giờ nha. Còn lúc trước không nói nha anh em, lúc trước cái áo này 3 triệu lận. Khải cũng vậy anh em, Khải mua cái áo 3 triệu á. Lúc trước không nói nha, so với hiện tại bây giờ giá nó chỉ còn nhiều đó thôi. Thì tổng thì Khải nghĩ xích đồ này cũng trên dưới gần 6-7 triệu nè. Còn cái ạc chưa tính nha mọi người, ạc chưa tính nha, cái xác này chưa tính nha.
còn xét đồ là tầm đó thôi. So với hiện tại bây giờ nó chỉ nhiêu đó thôi, đây cũng nhiều trước vậy thôi. Sẽ mua áo này 3 triệu, giờ còn có 700 nghìn thôi. Đó, tục phát một luôn nè. Rồi, anh em xem video đừng quên ủng hộ cho Thiên Trang cũng như ủng hộ video Khải một like chia sẻ nè em ơi. Hôm nay Khải được top 3 được Phi Phong này, Thiên Trang được top 4. Rồi, sói sói tí gì, đường gì Lý Ca Ca gì đó, ông Đường Môn được top 1. Rồi, Lo Thiên Tử giờ đang top 2, Khải top 3, Thí Yên còn... vừa rồi là Thiên Trang là Nghe Mì Kiếm top 4, còn top 5, top 6 Khải không thấy, tại vì Khải bị out game đó nè. Rồi, anh em xem đừng quên cho một like chia sẻ nha. Ờ, con ngựa thì tầm kháng tất cả thì nó sẽ tầm 1 triệu nè. Con ngựa mà kháng tất cả 1, 2 gì đó thì tầm 1 triệu. Một cộng 5 thì nó mới khoảng 4, 5 triệu nè.